Tam Kỳ, thành phố trẻ và xinh đẹp ở duyên hải miền Trung, nơi có cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ xinh đẹp và diệu kỳ, là nơi đất mẹ yêu thương với quần thể tượng mẹ Việt Nam anh hùng, một biểu tượng thiêng liêng và vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cùng với đó là di tích lịch sử quốc gia Địa Đạo Kỳ Anh, một huyền thoại trong lòng đất Quảng, là nơi có bãi sậy sông Đầm với vẻ đẹp tự nhiên xinh tươi hòa quyện, làng bích họa Tam Thanh đầu tiên của Việt Nam rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, trong đó biển Tam Thanh với biển xanh cát trắng nắng vàng và ôm ấp là dòng Trường Giang thơ mộng xanh ngát. Lễ hội biển Tam Kỳ 2024 với chủ đề Tam Kỳ hãy đến và khám phá được diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đây là chương trình quan trọng nhất của du lịch Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam năm 2024. Theo đó, lễ hội được diễn ra với hơn 10 hoạt động hấp dẫn và đặc sắc. Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật diễn ra vào lúc 19:30 thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại quảng trường biển Tam Thanh với chủ đề Tam Thanh biển trong xanh, sông mát lành cùng với lễ hội Carnival biển sôi động hấp dẫn. Tất cả hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thật nhiều cảm xúc ấn tượng sâu sắc cho nhân dân và du khách gần xa. Tam Kỳ, hãy đến và khám phá!